Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tử tù là những người phạm tội bị kết án tử hình. Họ đang đếm ngược thời gian để chờ ngày thi hành án. Thời khắc đón nhận cái chết được định sẵn, mỗi tử tù lại có những diễn biến tâm lý khác nhau. Để tìm hiểu rõ hơn về chủ đề này, mời quý vị và các bạn theo dõi ngay sau đây. Có một đối tượng tử tù khoảng 19 tuổi. Bố mất từ lúc còn nhỏ, mẹ bỏ đi lấy chồng. Gã ở với ông nội, hai bác và các anh chị. Lúc đã lớn tuổi, khi ý thức được bắt đầu, thì gã đã tính đến chuyện ra riêng và sống trên mảnh đất mà ông nội đã chia cho bố. Nhưng người bác chửi mắng và cho gã là vô học, lêu lổng, rồi đối xử với gã rất tệ, thậm chí là đuổi cổ thằng cháu ra khỏi mảnh đất đó. Mâu thuẫn cũng bắt đầu từ đây. Sau nhiều lần lăng mạ, chửi bới, mâu thuẫn giữa hai bác cháu ngày càng lên cao. Trong một lần va chạm, gã đã cầm hung khí phay thiệt mạng bà bác, phay thiệt mạng cả hai đứa anh còn ông bác. Đến ông nội gã nhảy vào can cũng bị gã phay mất mạng. Có thể nói, đấy là một tấm thảm kịch không thể tin được, chỉ vì trong một gia đình không có tình yêu thương. Cả một thời gian dài giam trong khu biệt giam, gã không hề hé mồm nói một câu gì. Đám tử tù, mấy chục đứa giam cùng khu, còn phải tỏ ra sợ cái thằng bé con máu lạnh này. Nhưng rồi có một lần, gã đã khóc. Thấy lạ, người ta mới lân la hỏi chuyện vì sao lại khóc, thì gã bảo, đêm hôm qua, gã đã mơ thấy ông về, ông cháu ôm nhau, rồi ông gã bật khóc. Từ lúc giam giữ, gã không nói với ai câu nào. Nhưng khi gã nói câu ấy ra, gã bỗng bật khóc và khiến cho tất cả những người cán bộ trong trại giam đều khóc theo. Lại có một tử tù không biết chữ. Sau khi vào trại được dạy học, đã xin cán bộ trại giam một cuốn kinh sám hối để đọc. Cán bộ đã về chùa, xin được một số quyển kinh phát cho anh ấy và một số tử tù ở bên cạnh. Cán bộ nói, đây là tài sản chung, ai đi thì để lại cho những người sau đọc. Từ khi đọc cuốn kinh đó, anh ta và những người tử tù khác đã ngoan hơn hẳn, bớt quậy phá đi nhiều. Họ nói, khi nào đi thì muốn xin được mang theo cuốn đấy, và nếu khâm liệm thì ban gối vào đầu cho con. Sau này, khi gặp lại mẹ của phạm nhân đã gửi lại tất cả những lá thư và hồ sơ của phạm nhân cho gia đình, cán bộ đã thấy có một bài thơ anh này làm rồi đưa cho mẹ nhân ngày sinh nhật mẹ. Người mẹ ấy khi đọc được bài thơ do con trai viết đã thốt lên rằng, trời ơi, giá mà cháu biết đọc, biết viết, được học hành sớm hơn thì đâu đến nỗi này. Lúc đưa phạm nhân này đi thi hành án, anh ta đã giật tay khỏi cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp. Khi đó, tất cả các cảnh sát bảo vệ đã sẵn sàng nổ vũ khí. Nhưng bằng linh cảm của mình, một cán bộ đã giơ tay báo hiệu cho mọi người đứng im. Người phạm nhân này, dù bị trói vẫn chạy xuống trước mặt các cán bộ, các đồng chí trong ban giám thị và ban quản giáo, gập đầu xuống nói trong dòng nước mắt. Con xin ban và các thầy, cho con lại ban và các thầy bà lại khi con còn sống, để con ra đi. Lúc đấy cả hội đồng thi hành án tử hình đều lặng người đi. Một câu chuyện khác mà các cán bộ cũng không thể nào quên, đó là về một nữ tử tù, 49 tuổi. Thời trẻ, chị ta rất nổi tiếng về nhan sắc, khi vào trong tù rồi vẫn giữ được những nét mặn mòi, giòn giác. Con người này xinh đẹp nhưng cũng đa tình và rất nhiều tật xấu. Có tới 4 đứa con thì lại là của 4 người đàn ông khác nhau. Chị ta là đối tượng liên quan đến đường dây chất cấm rất lớn. Đối tượng này có điều lạ là rất bình tĩnh cho đến tận lúc tử hình. Cán bộ hỏi tại sao lại vậy thì chị ta liền đáp, biết là có ngày sẽ như vậy rồi nên chấp nhận thôi. Cán bộ đã hỏi trong lúc buồn chất cấm, biết là mất mạng như vậy thì có bao giờ cảm thấy sợ hãi không? Cô ta liền bảo, sợ thì sợ chứ, nhưng tay đã nhúng chàm rồi thì không thể rút ra được nữa. Trước lúc thi hành án, chị ta cứ bình tĩnh ăn từng chút một rồi hút hết 2 bao thuốc 3 số trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Lúc viết thư cho các con, chị ta viết rất chi tiết, nét chữ rất đẹp.
Trong thư, chị ta dặn dò tỉ mỉ các con rằng, đặc biệt là đứa lớn đang học Đại học Y khoa ở thành phố Hồ Chí Minh, hãy cố gắng học thật giỏi, xin việc làm để nuôi đám em. Ngôi nhà chị ta đã xin với bà ngoại để cho người con lớn sau khi học xong thì về đấy, lấy chỗ mà trông cho các em để các em lớn lên thành người và dựng vợ gả chồng cho chúng nó. Còn đứa nào tìm về với bố, nếu như bố nhận thì theo, nhưng nếu thấy phức tạp thì chị em ở lại mà nuôi lấy nhau. Đinh Anh Sơn mang án tử hình do vận chuyển chất cấm. Anh ta có nước da trắng, khuôn mặt ưa nhìn, nói chuyện rất nhỏ nhẹ. Nhưng mỗi khi nhắc đến con, Sơn lại gần như muốn bật khóc. Cảm nhận được sợi dây liên kết mơ hồ với con gái mình, thậm chí ảnh của con, Sơn cũng không dám để bên người, vì sợ con bé cũng linh cảm thấy phát ốm vì nhớ bố mẹ. Mối linh cảm đó, Sơn đã nghiệm ra sau rất nhiều lần cả hai bố con cùng ốm đau. Sơn bảo Sơn yêu con gái lắm. Ngày Sơn bị bắt giữ, con mới bập bẽ nói nên mỗi khi bị gọi lên lấy lời khai, câu đầu tiên bao giờ Sơn cũng khẩn khoản xin cán bộ cho biết thông tin về con. Đến khi vào phòng biệt giam, mối quan tâm của Sơn vẫn là con. Có lần Sơn suýt mất mạng khi nghe con ốm. Biết con bị bỏng, Sơn đã tuyệt thực nhiều ngày, ai hỏi cũng không nói gì, anh ta cứ vật vã, khóc rồi khóc. Và cũng chỉ khóc mà thôi. Sau đó còn đòi đập đầu xuống nền xi măng. Theo các nhà chức trách, việc Sơn vướng vào vòng lao lý bắt nguồn từ vợ của anh. Ngày Sơn biết Thúy vận chuyển chất cấm thuê cũng là lúc mà vợ anh sắp lâm bồn. Vì thương vợ, lại lo cho sự an toàn của cả hai mẹ con, nên Sơn đã tự nguyện làm thay phần việc của Thúy. Từ đó vợ chồng Sơn trở thành mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển và buôn bán chất cấm từ Điện Biên về Lào Cai, Lai Châu. Khi con vừa tròn 21 tháng, vợ chồng Sơn bị bắt, chồng lĩnh án tử hình, còn vợ ở dính án chung thân. Đứa con gái nhỏ lại sống côi cút với bà ngoại. Sơn bảo sau những biến cố vừa qua, anh không giận vợ, càng nghĩ lại thấy thương nhiều hơn bởi cho rằng là một thằng đàn ông không lo được cho gia đình, phải để vợ dấn thân vào chốn hiểm nguy là một điều sỉ nhục lớn nhất. Có lẽ điều duy nhất mà bây giờ Sơn mong ước không phải là thoát đi án tử, mà mong vợ sẽ được cải tạo tốt để có ngày trở về chăm sóc cho con. Ngày Nguyễn Văn Hưng, phạm nhân bị thi hành án tại trường bán cầu Nga, ra pháp trường, trời mưa như trút nước. Lầm lũi bước ra từ xe đặc chủng, người tử tù 21 tuổi này khá bình tĩnh. Hắn đã xin được hút một điếu thuốc trước lúc dựa cột. Ở trường bắn, ban ngày vô cùng yên tĩnh, vắng lặng đến u buồn. Phía góc cuối của trường bắn, hàng chục mộ tử tù xếp hàng dài. Có ngôi mộ đã bị dấu ấn thời gian vùi lấp từ lâu, không còn nhìn thấy rõ đầy đủ tên họ trên bìa nữa. Khi nữ tù 49 tuổi được đưa đi xử bắn, chị ta còn xin phép để được hát. Trong vòng 10 phút cuối của cuộc đời, trước khi những loạt đạn của pháp luật kết liễu những số phận của những tội phạm nguy hiểm, thì tiếng hát của chị bỗng vang lên trong trẻo trong buổi sáng ở chân đồi vắng rất vang vọng. Rồi chợt tiếng hát tắt lịm cùng với những loạt đạn vang lên xé toạc cả bầu trời. Tất cả trường bắn không có một tiếng động nhỏ nào. Rất kỳ lạ, mọi người cũng đều im lặng, như là một sự chia tay với tội ác hay là một sự chia ly với số phận của con người đã tham gia vào tội ác, đã theo đuổi những ham muốn cá nhân, những dục vọng, những mục đích sống không lành mạnh. Những chuyện không thể quên mà các cán bộ nhớ còn có một vụ án cưỡng đoạt và đối tượng đã bị tuyên án tử hình. Đối tượng này rất đặc biệt vì thời gian để đợi thi hành án khá lâu, tới tận 5 năm. Đây là một kẻ cưỡng đoạt theo kiểu bệnh hoạn và chỉ thích cưỡng đoạt những người già. Đặc biệt, thủ đoạn của hắn rất ghê rợn, sau khi sát hại xong rồi mới cưỡng đoạt. Tên này sinh ra trong một gia đình rất nghèo ở làng quê ven bờ sông An Lão. Lớn tuổi nhưng không có gia đình, không chịu làm ăn, chủ yếu chỉ uống rượu chơi bời. Vì gia đình rất nghèo nên không lấy được ai, và cũng có thể là không ai muốn lấy anh ta,
vì cái kiểu sống, cách sống của anh ta khiến cho mọi người cảm thấy sợ hãi. Những cán bộ trong trại giam thì ấn tượng mãi cho đến lúc mang anh này đi thi hành án tử. Khi đội thi hành án làm xong nhiệm vụ thì chúng cán bộ, những người ở trại giam thường cùng với anh em gỡ họ xuống để chuẩn bị chụp ảnh tử thi. Nhưng sau khi hội đồng thi hành án ra về, khi cắt dây để gỡ người này xuống thì mắt anh ta bỗng trợn lên, người dãy nảy. Tất cả những người chưa quen đều cảm thấy rất sợ. Cán bộ chỉ bảo rằng đây là những nhịp thần kinh cuối cùng thôi, cứ bình tĩnh tránh ra, đợi cho một phút. Thời gian đó qua đi, mọi người lại tiếp tục gỡ anh ta nằm xuống và lau vết huyết trên người để phục vụ cho việc chụp ảnh tử thi, thì đôi mắt anh ta bỗng lại mở trừng lên, lại rãy nảy cả thân và đầu. Anh em lúc đó đều rất sợ, cán bộ bảo cứ để lặng yên. Một lúc sau, anh ta mới thực sự ra đi. Con người này quả thật không giống ai cho đến tận lúc không còn trên cõi đời. Mỗi tử tù khi bị đưa vào đây đều có số phận đường xa ngã khác nhau. Sau phiên phúc thẩm bị tuyên án tử, họ trở về buồng giam và sống trong tâm trạng chờ đợi lo lắng, đợi đến lượt thi hành án của bản thân mình. Tử tù thường tập thói quen ngủ ngày, ban đêm thì thức chờ cho thời khắc 2 giờ sáng qua đi. Chỉ khi nào nghe tiếng bước chân của các quản giáo lướt qua phòng và tiếng lách cách mở khóa ở buồng biệt giam bên cạnh, họ mới tạm thở phào, biết được sống thêm một ngày nữa. Thấp thỏm là vậy, nhưng đa phần trong số họ đều đã âm thầm chuẩn bị tâm lý cho cuộc ra đi. Miyuki Ueta, 49 tuổi, bất tỉnh khi đang ăn tại trại giam ở Hiroshima, miền Nam Nhật Bản, cuối tuần trước. Phát hiện nữ tử tù này bị nghẹn thức ăn, các giám thị đã cố gắng sơ cứu và đưa Ueta tới bệnh viện. Bộ Tư pháp Nhật Bản sau đó xác nhận Ueta qua đời tại bệnh viện do ngạt thở. Nữ tử tù này đang dùng nhiều loại thuốc điều trị bệnh và từng bất tỉnh một tuần trước đó trong lúc ăn. Cái chết của Ueta khiến danh sách tử tù chờ thi hành án ở Nhật giảm xuống còn 105 người lúc bấy giờ. Ueta bị kết án tử hình năm 2017 vì sát hại hai người đàn ông. Theo cáo trạng, Ueta năm 2009 đánh thuốc mê tài xế xe tải Kazumi Yabe và dìm người này xuống biển. Cùng năm đó, cô tiếp tục đánh thuốc mê và dìm chủ cửa hàng điện thoại Hideki Maruyama xuống sông. Theo Japan Times, Ueta sát hại hai người đàn ông này để không phải trả nợ cho nạn nhân. Người phụ nữ này liên tục khẳng định mình vô tội trong suốt phiên tòa, nhưng tòa án tối cao Nhật Bản y án sơ thẩm cho rằng Ueta đã thực hiện tội ác tàn độc được lên kế hoạch từ trước với mục đích giết người. Con trai của nạn nhân Maruyama cho biết anh ngạc nhiên khi một tử tù lại chết theo cách này. Thêm rằng, giới chức Nhật Bản đã trì hoãn thi hành án với Ueta quá lâu. Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, thông lệ bữa ăn vui vẻ cuối cùng của tử tù có từ thời Hy Lạp cổ đại. Mục đích của việc làm này nhằm xoa dịu tù nhân sắp bị hành hình. Chết sau khi được ăn uống no nê sẽ khiến linh hồn không còn oán giận. Dưới thời đế chế La Mã, các võ sĩ giác đấu thường có một bữa ăn tối thịnh soạn trước khi ra đấu trường và hôm sau. Công việc của họ vô cùng nguy hiểm khi có thể bị giết chết ngay trên đấu trường. Tại Trung Quốc thời phong kiến, người dân quan niệm nếu được ăn no trước khi chết thì sẽ khiến người đó có kiếp sau tốt hơn. Vì vậy, trước khi bị hành hình, tử tù ở Trung Quốc thời phong kiến thường được cai ngục chuẩn bị cơm, rượu, thịt đầy đủ để tiễn đưa họ sang thế giới bên kia. Đến thế kỷ thứ 18, một số tử tù có địa vị giàu có quyền lực được cho phép ăn bữa cuối cùng với người nhà, bạn bè trước ngày bị hành quyết. Theo thời gian, một số nước trên thế giới có những quy định về việc chuẩn bị bữa ăn cuối cùng cho tử tù. Thông lệ này được coi là hành động mang tính nhân văn, giúp phạm nhân thưởng thức bữa ăn thịnh soạn trước khi từ giã cõi đời. Nhiều nhà tù chuẩn bị bữa ăn cuối cùng cho tử tù dựa theo yêu cầu của họ, ví dụ như tù nhân muốn ăn cá rán, khoai tây chiên, bánh mì, bánh kem, cà phê, sữa, thịt, v.v. đều được nhà tù chấp nhận và chuẩn bị. Giới chức trách cho mỗi tử tù một số tiền nhất định, từ 15 tới 40 đô la Mỹ cho bữa ăn cuối cùng của phạm nhân. Một số tử tù vui vẻ thưởng thức bữa ăn cuối cùng trong cuộc đời, tuy nhiên không ít phạm nhân không thể nuốt trôi bữa ăn thịnh soạn đó. Năm 1983, Edmund Zagorski đã bị đưa ra xét xử về tội giết người dã man, chịu mức án cao nhất là tử hình, với thời gian thi hành án là 34 năm sau ngày tuyên án. Và ngày đó cũng đã đến. Vào thứ Năm vừa qua, ngày 1 tháng 11, ông lão Edmund, nay 63 tuổi, đã chính thức bị xử tử lúc 7 giờ 26 phút tối tại nhà tù bảo mật cao nhất Nashville, bang Tennessee của Mỹ.
Thay vì chọn cách hành quyết bằng hình thức tiêm thuốc độc như bao tù nhân khác, Edmund lại quyết định chơi trội bằng cách một mực yêu cầu mình bị tử hình trên cái điện. Trước khi bản án được thi hành, Edmund vẫn có quyền được yêu cầu bữa ăn cuối cùng, một món tùy thích bất kể là sang trọng đắt tiền đến đâu. Không chọn tôm hùm hay vi cá, ăn kèm với rượu vang dí dắt, yêu cầu của tù nhân này chính ra lại khá đơn giản là đuôi lợn và giò lợn ngâm giấm. Người nhà của hai nạn nhân năm 1983 cũng đã được mời đến chứng kiến cảnh xử tử Edmund. Sau khi đánh chén no nê món đuôi lợn khoái khẩu của mình, ông thong thả bước vào phòng hành quyết, không quên nở nụ cười đầy thân mật với người nhà nạn nhân qua lớp cửa kính. Edmund được buộc đủ các loại dây đai vào người nhằm giữ chặt ông trên chiếc ghế tử thần kia, kèm theo một miếng bọt biển đẫm nước được đặt trên cái đầu hói để dòng điện dẫn truyền đến não nhanh hơn nữa. Tù nhân 63 tuổi cũng được cho nói một câu cuối trước lúc chết và một lần nữa ông lại gây sốc với lựa chọn của mình. Quẩy lên nào! Vừa dứt lời thì dòng điện 1750V chạy thẳng qua người tên tử tù suốt 20 giây liên tiếp, khiến tay chân ông đỏ ửng, người co giật liên hồi. Nhưng có vẻ như chừng đó vẫn chưa đủ để hạ gục Edmund. Luật sư của ông cho rằng người này vẫn còn thở trước khi phải qua đợt sốc điện thứ hai kéo dài trong 15 giây. Sau đợt này thì ông ngừng cử động hẳn. Đã có nhiều luồng ý kiến trái chiều xoay quanh cách xử tử của Edmund, trong khi nhiều người cho rằng việc sử dụng kế điện nên bị cấm vì đã quá lỗi thời và vô nhân tính, thì luật pháp bang Tennessee lại nói khác. Cụ thể là Edmund đã thực hiện hành vi giết người trước năm 1999 và vào lúc đó thì việc hành quyết trên kế điện vẫn được pháp luật bang này cho phép. Thêm nữa, đây cũng là yêu cầu trực tiếp của Edmund vì ông cho rằng cách này nhanh ra đi và bớt đau đớn hơn. Từ cuối những năm 90, hầu như nước Mỹ đã bỏ hình thức tử hình bằng ghế điện, trừ một số bang cho phép tử tù chọn lựa giữa tiêm thuốc độc và ghế điện. Trong số đó có bang Tennessee, nhất là đối với các vụ án diễn ra trước năm 1999. Tuy vậy, trong lịch sử bang này, từ năm 1999 đến nay cũng chỉ có hai trường hợp tử hình bằng ghế điện mà thôi. Một vụ vào năm 2007 và bản án của Edmund hôm nay là trường hợp thứ hai. Tại nhiều nước, hình phạt tử hình đã được bãi bỏ. Tuy nhiên, với quốc gia như Mỹ, bản án tử hình vẫn hợp pháp tại 31 bang. Trước ngày xử án, các tù nhân sẽ được ăn một bữa đặc biệt theo yêu cầu của họ. Nhiếp ảnh gia ẩm thực người Mỹ Henry Hargreaves là một người không ủng hộ phương pháp tử hình tù nhân. Tuy nhiên, là một người đam mê với nhiếp ảnh và muốn ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của mỗi tù nhân, Henry đã đọc những tài liệu về bữa ăn cuối cùng của các nạn nhân và dựng lại bàn tiệc buồn thương để đem đến cho công chúng. Một cái nhìn thực tế về khoảnh khắc cuối cùng trong tù. Bạn không biết rằng họ sẽ được phục vụ với bát đĩa sành sứ hay bát nhựa hay phải ăn trên đùi hay ăn trên bàn gỗ v.v. Chính vì thế nên tôi muốn khám phá những bữa ăn cuối cùng của các tù nhân. Victor Figueroa, 28 tuổi tại bang Iowa của Mỹ, phạm tội bắt cóc và giết người. Hắn được tiêm thuốc tử hình vào năm 1963. Bữa ăn cuối cùng của hắn chỉ có một hạt đậu ô liu. John Wayne Gacy tại bang Illinois của Mỹ bị tuyên án tử hình với tội danh hiếp và giết 33 người. John bị tử hình bằng cách tiêm thuốc độc vào năm 1994. Bữa ăn cuối cùng của hắn là 12 con tôm chiên, một phần KFC, khoai tây chiên và dâu tây. Timothy McVeigh, 33 tuổi tại Indiana của Mỹ, với 168 tội danh giết người, hắn bị tiêm thuốc tử hình vào năm 2001. Bữa ăn cuối cùng của Timothy McVeigh là kem bạc hà và chocolate. Ricky Ray Rector tại bang Arkansas của Mỹ, hắn bị tiêm thuốc tử hình vào năm 1992. Bữa ăn cuối của hắn có thịt bò bít tết, gà rán, bánh quả hồ đào pecan. Earl Forrest, 66 tuổi tại bang Missouri của Mỹ, phạm 3 tội danh giết người và bị tử hình vào năm 2016. Bữa ăn cuối cùng của hắn có thịt bò bít tết, mì ý, trái cây, cà chua cắt lát, dưa chuột, bánh chocolate và sữa. Stephen Anderson, 49 tuổi tại nhà tù bang California của Mỹ, phạm tội giết người, vượt ngục, trộm cướp. Hắn bị tiêm thuốc tử hình vào năm 2002. Bữa ăn cuối của Stephen có bánh sandwich phô mai, hỗn hợp ngô kem, bánh đào, kem chocolate, củ cải đỏ. Ted Bundy, 43 tuổi, tại Florida của Mỹ, hắn bị tử hình trên ghế điện vào năm 1989 với 35 tội danh giết người hiếp dâm. Bữa ăn cuối cùng của Ted bao gồm bò bít tết tái vừa, trứng chín kỹ, bánh mì nướng bơ kỹ, bơ, sữa và nước cam. Oscar Ray Bolincia, 53 tuổi, tại Florida của Mỹ, bị tử hình vào năm 2016. Bữa tối cuối của hắn có thịt bò tái vừa, khoai tây bỏ lò với bơ và kem chua, salad, bánh mì tỏi nướng, bánh chanh và coca.
Stephen Frederick Spear, 54 tuổi, tại Georgia, phạm tội giết người và bị tử hình vào năm 2016. Bữa tối cuối cùng của hắn là một chiếc bánh pizza lớn. Angel Nievesdia, 55 tuổi, tại Florida của Mỹ, phạm tội giết người, bắt cóc, cướp và bị tử hình năm 2006. Hắn không muốn có bữa tối cuối cùng và khước từ cả bữa ăn bình thường trong tù. Donny Lee Garner, 49 tuổi, tại bang Utah của Mỹ, phạm tội cướp bóc, giết người, bị tử hình năm 2010. Bữa tối cuối cùng của hắn có tôm hùm, bít tết, bánh táo, kem vanilla, vừa ăn vừa xem phim Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn. Christopher Brooks, 43 tuổi, tại bang Alabama, bữa tối cuối cùng của hắn có hai chiếc bánh bơ đậu phộng và một lon nước Dr. Pepper. Brandon Jones, 72 tuổi, tại Georgia của Mỹ, phạm tội giết người và bị tử hình vào năm 2016. Hắn từ chối bữa ăn cuối cùng nên được ăn một bữa bình thường trong tù với thịt gà và cơm, củ cải, rau xanh, đậu trắng, bánh mì, v.v. Allen Lee Tinney Davis, 54 tuổi, tại nhà tù Florida của Mỹ, bị xử tử trên ghế điện vào năm 1999. Bữa tối cuối cùng của hắn có tôm hùm, khoai tây chiên, sò chiên, bánh mì bơ tỏi, bia. Teresa Lewis, 41 tuổi, đến từ Virginia của Mỹ, bị xử tử vào năm 2010. Bữa tối cuối cùng của hắn có cà rán, đậu và bơ, bánh táo. Tù nhân trong lao cũng có muôn hình vạn trạng. Có người bị mất ngủ, có người trở thành kẻ nói nhiều, nhưng đều có chung một thói quen, đó là nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ với hàng song sắt thẳng đứng. Vì khi bầu trời ngoài kia sáng lên, cũng là lúc họ bị giải đi tử hình. Sương sớm dần tan, sự tuyệt vọng trong lòng của những người tử tù dâng lên mãnh liệt. 6 giờ 30 phút sáng, sau khi ăn sáng và thay đồ xong, có người sợ đến mức tiểu tiện và đại tiện ra cả quần. Có người nằm mềm oặt trên sàn, người thì giả vờ sợ chết, vân vân. Còn có không ít người động viên lẫn nhau, thể hiện hào khí ngất trời, cho rằng cái chết chính là về với đất mẹ. Duy chỉ có một nữ tử tù khác hoàn toàn với số còn lại, cô ấy tên là Dịch Tiểu Mai, miệng lúc nào cũng ngân nga một bài hát thịnh hành ở quê hương Vân Nam. Khi tôi viết di thư, cô ấy chỉ hát mỗi một bài. Di thư của cô chính là lời bài hát đó. Hoàn cảnh thính cho rằng cô gái nhớ nhung đến mối tình khó quên trước kia. Trái tim thiếu nữ, mây trời thu, có mấy buổi đêm buồn đau triền miên, có mấy buổi hừng đông, đong đầy vui vẻ. Hoàn cảnh thính đưa di thư cho Tiểu Mai xem, hỏi cô còn bổ sung điều gì nữa không. Tiểu Mai không trả lời, cô tiếp tục ngân nga bài hát như cũ. Hát, rồi lại hát, nước mắt chợt lăn dài trên má, từng giọt rơi xuống trang giấy, làm nhòe đi dòng chữ viết tay. Hoàn cảnh thính chuẩn bị viết lại cho cô tờ khác, nhưng Tiểu Mai lại xé đôi bức di thư. Cô dường như không còn gì luyến tiếc với cuộc đời này. Trời đã sáng, sau bữa cơm nhẹ, Tiểu Mai đột nhiên muốn trang điểm. Cô nói mình muốn ra đi trong xinh đẹp. Kẻ đôi chân mày, tô vài đường son môi, Tiểu Mai vẫn hát bản nhạc đó. Cho đến khi cảnh sát giải cô lên xe, tiếng ngân nga dần nhạt nhòa, mất hút nơi xa. Tại Việt Nam, chuyện về những nữ tử tù luôn thu hút nhiều người, đặc biệt như câu chuyện về nữ tử tù Nguyễn Thị Phương Nga. Tuy đã đứng tuổi sinh năm 1976, nhưng nữ tử tù tại trại tạm giam công an tỉnh Sơn La vẫn toát lên vẻ xinh đẹp. Nga là con gái lớn trong gia đình, mẹ cô mất sớm, bố cô ở vậy nuôi ba đứa con với đồng lương thương binh khiêm tốn. Ngay từ nhỏ, Nga đã ý thức được trách nhiệm nặng nề của mình, nhất là mỗi khi trái gió trở trời, vết thương của bố tái phát. Dù đã đến tuổi trưởng thành, nhưng cô gái xinh đẹp vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Không phải là Nga chưa nhận được lời tán tỉnh của các chàng trai, mà bởi vì trong cô chỉ có một khát khao, ấy là tìm được việc làm, đỡ đần cha, hoàn thành việc nuôi các em ăn học trước khi nghĩ tới chuyện cho riêng mình. Chính vì suy nghĩ thế mà năm 2006, sau một đêm ở Hạ Long tìm việc làm nhưng thu nhập không được nhiều. Nhân dịp em trai thi đỗ đại học ở Hà Nội, Nga cũng theo em ra, nhận làm đại lý cho hãng sữa tươi Ba Vì tại đó. Gian hàng của cô tuy nhỏ nhưng gọn gẽ trong một con ngõ nhỏ của quận Thanh Xuân, nơi cô vừa để trưng bày sản phẩm, vừa là để sinh sống. Nga không biết rằng có một thanh niên nhà gần đó, ngay từ giây phút đầu tiên đã bị sức sống tươi trẻ của cô hút hồn. Người thanh niên ấy là Ngô Minh Tâm, một kẻ nghiện ma túy, nhưng vì kinh tế khá giả nên có bề ngoài béo đẹp chứ không teo tóp có bẩn như những con nghiện khác. Mê mẩn trước vẻ đẹp chân chất của cô gái bán sữa, tối nào Tâm cũng đến cửa hàng của cô lấy cớ mua vài chai sữa cái bánh ngọt để có cơ hội trò chuyện với chủ quán.
Ban đầu, Nga khá dè dặt khi tiếp chuyện với Tâm, nhưng rồi những câu chuyện không đầu không cuối giữa hai người trẻ tuổi đã khiến họ trở nên thân mật. Nhiều lần, Tâm ngỏ lời yêu nhưng chưa được Nga đồng ý vì lý do cần phải kiếm tiền để nuôi em. Song Tâm vẫn không bỏ cuộc, để rồi hơn một năm sau, cô mới nhận lời khi biết Tâm là thợ sửa chữa ô tô, thu nhập ổn định. 20 tuổi mới biết thế nào là rung động đầu đời, Nga ngây ngất trong tình yêu khi nghe được lời hứa của Tâm rằng sẽ giúp cô hỗ trợ bố nuôi em, cô càng thấy cảm phục người yêu hơn. Nghe lời Tâm, Nga thôi bán hàng, chuyển về ngôi nhà bố mẹ Tâm xây cho con trai ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, quán xuyến việc nội trợ, còn Tâm đi làm. Thì thoảng, Tâm lại lấy ô tô của gia đình, nói là đưa người yêu đi đổi gió để đưa cô lên các vùng núi cao của tỉnh Sơn La. Trong lúc Nga mở rộng thả hồn với mây trắng núi non, mải mê chụp cảnh đẹp thì Tâm đi tìm hàng trắng để hút và mang về Hà Nội bán. Tuy nhiên, dù Tâm có kín đáo đến đâu thì cuối cùng Nga cũng biết anh ta nghiện và việc anh ta đang làm. Bàng hoàng hững hụt, Nga rơi vào trạng thái không biết bấu víu vào đâu bởi cô chót ăn ở với người yêu và chuyện làm đám cưới cũng đã được hai bên gia đình bàn tới. Không dám tâm sự với bố vì sợ làm bố lo lắng, Nga chỉ biết khóc vụng. Tuy nhiên, cô vẫn không nguôi hy vọng sẽ dùng tình yêu cảm hóa Tâm nên nhiều lần Nga tỉ tê khuyên Tâm đi cai nghiện. Thế nhưng, chính cô lại là người bị Tâm thuyết phục lại rằng chỉ làm vài chuyến nữa thôi, sau khi kết hôn, Tâm sẽ cai nghiện và giải nghệ. Tin vào người yêu, Nga chỉ đủ tỉnh táo để nghĩ rằng nếu mình không một lần xách túi ma túy, chưa bao giờ cầm tiền đưa cho bạn hàng và cũng chẳng khi nào sử dụng số tiền ấy thì sẽ không phạm tội. Mặc dù thế, nhưng mỗi khi Tâm mang hàng đi Lạng Sơn, mình Nga trong căn phòng trống vắng, cô lại thấy thương Tâm vô hạn vì nghĩ rằng việc anh ta xông vào chốn nguy hiểm là vì hạnh phúc sau này của hai người. Cô đã mừng đến chảy nước mắt khi người yêu thông báo sẽ đi chuyến hàng cuối cùng rồi hoàn lương, nhưng điều đó đã mãi mãi không thực hiện được vì Tâm bị công an Trung Quốc bắt giữ cùng với túi ma túy. Không thấy người yêu trở về như đã hẹn, Nga biết điều xấu nhất đã xảy ra, song điều khiến cô sợ hãi nhất là không biết phải xoay sở làm sao. Với gói hàng gồm 4 bánh ma túy mà Tâm cất trong nhà bảo là trả lại vì chất lượng xấu. Nga nghĩ đến cách đẩy gói hàng trên cho những người bạn làm ăn của Tâm, nhưng vì chưa lần nào cô có ý định mua bán ma túy nên không có số điện thoại của những người tiêu thụ. Lục tìm trong đống giấy tờ của Tâm, Nga tìm được số điện thoại của một phụ nữ tên là Trần Lan Hương, nhà ở bãi Phúc Xá. Nga biết Hương bởi một vài lần cùng Tâm lên Sơn La, cô gặp Hương ở chỗ mua hàng nhưng chẳng mấy khi trò chuyện. Khi nghe cô gọi điện thoại bảo là muốn bán 4 bánh ma túy, Hương đã đồng ý mua lại. Nga đâu biết rằng tuy là đồng bọn của nhau nhưng khi nghe tin Tâm bị bắt, Hương đã lập kế hoạch để cướp lại gói hàng từ tay Nga. Theo kế hoạch, Hương bảo hai tên đồng bọn chờ sẵn ở điểm mà cô ta hẹn giao nhận hàng với Nga để khi Nga cầm túi ma túy tới, Hương nháy vào máy điện thoại của Nga và trong lúc Nga cúi xuống lấy điện thoại thì đồng bọn của Hương đã lao ra cướp hàng. Người yêu bị bắt, hàng bị cướp, Nga không được yên thân khi đồng bọn của Tâm ở Sơn La liên tục gọi điện xuống, thúc cô trả nợ thay với những lời lẽ hăm dọa. Sợ hãi, Nga đã làm theo chỉ dẫn của chúng là lên Sơn La lấy ma túy đưa ra cửa khẩu cho đối tác. Lần đầu tiên chót lọt nhưng nợ vẫn chưa hết, lần thứ hai Nga lại nhắm mắt làm liều. Trong thâm tâm của cô lúc đó chỉ mong sao xóa được hết nợ cho người yêu để Tâm có thể thoát nạn trở về, không bị chúng hỏi tội. Cô không ngờ đó cũng chính là chuyến đi định mệnh của đời mình. Ngày 28 tháng 8 năm 2008, khi Nga được tên đồng bọn là Nguyễn Tiến Dũng hộ tống mang 3 bánh ma túy về đến Chương Mỹ, Hà Nội thì bị bắt quả tang. Với hành vi mua bán 10 bánh ma túy, trong đó 4 bánh bị cướp, 3 bánh bị bắt quả tang, chưa kể tới 14 lần đi với người yêu, Nga bị Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La kết án tử hình. Chơi với khi nghe tòa tuyên án, Nga rơi vào hoảng loạn vì không nghĩ rằng kết cục đời mình lại tàn khốc như vậy. Trong lá đơn gửi Chủ tịch nước xin tha tội chết, Nga đã bộc bạch rất thật nỗi lòng của mình. Cô cho rằng vì quá mù quáng, tin tuyệt đối vào người yêu và sống hết mình với mối tình đó nên cô đã lầm lạc. Trong thư của cô có đoạn: "Khát khao cuộc sống của tôi chưa bao giờ mạnh mẽ như bây giờ. Trước kia tôi lầm tưởng rằng chỉ có tình yêu đôi lứa mới xứng đáng để mình hy sinh tất cả. Vì lẽ đó mà tôi đã sa chân vào con đường ma túy lúc nào không hay. Tôi lầm tưởng rằng chồng chưa cưới của tôi buôn bán ma túy cho người Trung Quốc để kiếm tiền xây đắp hạnh phúc cho tình yêu của chúng tôi thì không hại gì đến người dân Việt Nam." Mù quáng và suy nghĩ lệch lạc đã khiến một cô gái xinh đẹp như Nga lạc lối.
những ngày tạm giam ở Sơn La chờ bị đưa ra xét xử, Nga vẫn tin rằng cô không đến nỗi bị khép tội chết vì không hại gì đến người dân Việt Nam. Và việc cô vào tù chỉ làm hoen ố danh dự gia đình, làm bố và hai em xấu hổ. Chính vì thế mà khi tòa án tuyên phạt mức án cao nhất, Nga đã ngất lịm trước vành móng ngựa vì bất ngờ và hoảng sợ. Những ngày sau đó, cô gần như hoàn toàn không ý thức được hiện tại, không phân biệt được khi nào là ngày, khi nào là đêm. Chẳng biết vì quá sợ hãi hay vì tâm can có nhiều điều giằng xé mà từ khi vào phòng giam đặc biệt, Nga tàn tạ tới thảm hại. Những lúc tỉnh táo, Nga vật vã khóc lóc, thương bố và hai em rồi im lìm như cái bóng, ai hỏi gì cũng ngơ ngác sợ sệt. Những lời động viên của bạn tù, lời an ủi của quản giáo chỉ làm Nga bớt dần sự hoảng loạn chứ không thể giúp cô trở lại bình thường. Dù đau đớn vì đứa con gái lớn vướng vòng lao lý, xấu hổ với họ hàng, nhưng người cha thương binh từng làm rạng danh tổ tông với hai tấm huy chương kháng chiến đã không bỏ rơi Nga. Từ Quảng Ninh, ông chống gậy lên Sơn La thăm con, kéo con về với hiện thực bằng những lời động viên kèm theo bốn quyển kinh nhà Phật. Nhìn thấy cha, Nga ôm mặt khóc vì tủi thân và ân hận. Cô ôm tập kinh mà cha đưa một cách vô thức về phòng giam như chưa hiểu hết ý sâu xa của cha mình. Mỗi khi để giết thời gian, để không phải nghĩ ngợi, Nga lại dở quyển kinh ra đọc, để rồi càng đọc càng thấy cuốn hút, càng thấy tâm hồn đỡ bị xáo trộn. Theo lời tâm sự của cô thì giờ cô đã thuộc lòng số quyển kinh mà cha gửi cho. Hôm nào cũng thế, khi màn đêm bắt đầu buông xuống, Nga lại mang kinh ra, lầm rầm đọc đến khi tiếng chim lảnh lót đầu nhà báo hiệu ban mai tới thì cũng là lúc cô đọc tới trang cuối. Hơn một năm như thế đã trôi qua, Nga không còn muốn tuyệt thực để chết, cũng không còn rơi vào trạng thái hoảng sợ khi thấy quản giáo xuất hiện như trước nữa, mà đã tĩnh tâm hơn. Cô đã biết chấp nhận số phận, song vẫn khao khát được tiếp tục sống để trở thành người lương thiện. Trong cuộc trò chuyện dịp cuối năm vừa qua, Nga thổ lộ rằng vẫn còn rất yêu người đàn ông mà vì anh ta cô phải mang án tử. Nhưng nếu được tha tội chết, cô sẽ cải tạo thật tốt để còn có cơ hội tìm gặp người yêu. Cô không tin tưởng rằng sẽ được tha chết, nhưng trong tiềm thức, cô luôn hy vọng rằng khát vọng sống của cô sẽ làm nên điều kỳ diệu. Nga bảo nếu có phải chết thì đó cũng là số phận, là ngày tận thế của cô và cô sẽ chấp nhận. Nước mắt ướt nhòe bên gò má mịn màng, trắng hồng. Nga chỉ mong sau bát canh khoai sọ mà bố cô hứa sẽ mang vào cho cô sau lần đầu tiên lên thăm đừng đến với cô quá trễ. Trường bắn cung Nga nằm ngay phía sau trại tạm giam Hà Nội. Nếu đi đường vòng phía ngoài cổng trại thì chắc cũng chỉ tầm độ hơn một cây số là cùng. Trại giam chuyển từ đường Hòa Lò về đây năm 1993 thì trường bắn cung Nga cũng bắt đầu có từ khi ấy. Có một điều lạ là con đường dẫn đến trường bắn là con đường độc đạo và trường bắn là điểm cuối cùng của con đường độc đạo ấy. Thế nên, Tử Tù đã bị đưa đến đây là phải ở lại. Và ở đây cũng xuất hiện những câu chuyện khiến nhiều người không khỏi lạnh gáy khi nghe đến. Thực ra, trước khi trại giam Hà Nội chuyển từ Hòa Lò về đây thì khu vực trường bắn cung Nga chỉ là một bãi đất hoang thuộc địa bàn huyện Từ Liêm. Đây chỉ là chỗ để dân cư trong vùng đào đất nung gạch. Khi trại giam Hòa Lò cũ làm di tích, chỗ giam giữ phạm nhân được chuyển về trại mới ở xã Xuân Phương thì khu đất trống này mới được giao cho trại quy hoạch thành trường bắn, gọi tên là cung Nga theo địa danh. Theo thông lệ, không biết đã có từ bao giờ mà tất cả các cuộc thi hành án tử hình đều diễn ra vào lúc tờ mờ sáng, để đến lúc mặt trời lên là tất cả đều đã hoàn tất. Có nhiều cách lý giải về chuyện này, nhưng có một cách xem chừng là có lý nhất, đó là việc thi hành án tử hình là loại trừ cái ác cái xấu ra khỏi đời sống xã hội. Vì thế mà nó phải kết thúc trước khi bình minh của một ngày mới bắt đầu. Thế cho nên ở trường bắn, ban ngày yên tĩnh, vắng lặng đến u buồn. Những ngôi mộ tử tù xếp thành hàng ngay ngắn, im lìm trong câm lặng. Để trả giá cho những tội ác đã gây ra, họ phải kết liễu cuộc đời ở cái nơi không ai muốn. Nhưng đó là quy luật của cuộc đời, cái ác phải đền tội. Theo trí nhớ của những cán bộ công an ở trại tạm giam Hà Nội, thì tử tù xong trường bắn cung Nga là huỳnh thức. Cuộc chuyển tử tù trại giam cũ ở đường Hòa Lò về trại mới hoàn tất hồi tháng 3 năm 1993, thì tháng 4 năm ấy, tử tù Huỳnh Thức bị thi hành án và trở thành tử tù đầu tiên thi hành án tử ở trường bắn cung Nga. Kể từ năm 1993 đến nay, tất cả các tử tù bị giam giữ tại trại tạm giam Hà Nội đều thi hành án tại đây. Có một câu chuyện được nhiều người kể, chả biết có thật hay không, nhưng ở trường bắn cung Nga, vào một đêm mưa rét, một cán bộ trại giam Hà Nội làm nhiệm vụ trông coi trường bắn, đang lơ mơ ngủ thì giật mình tỉnh giấc bởi một tiếng động rõ to. Phản ứng cực nhạy với tiếng động là bệnh nghề nghiệp.
không chỉ riêng của các cán bộ quản giáo mà là của tất cả các cán bộ trại giam. Tại trại giam Tân Lập, một trại giam ở miền núi Phú Thọ, từng có câu chuyện của một cán bộ quản giáo kể lại, nghe vừa hài hước vừa xa xót. Quê ở Thái Bình, vợ con cũng ở đó tất bật, nhưng cuộc sống của anh ở quê với gia đình chỉ tính bằng ngày. Tết không về, ngày lễ cũng không, tất nhiên rồi vì ở trại giam các ngày lễ Tết quân số phải ứng trực 100%. Mỗi năm, anh chỉ cắt phép vài ngày vào dịp giỗ cha. Thế nên, tổng cộng thời gian gần 20 năm lấy vợ, nhưng thời gian sống ở quê cùng gia đình chắc cộng dồn lại chỉ vài tháng là cùng. Cuộc sống chủ yếu của người cán bộ ấy là ở trại giam. Anh ăn ở trại, ngủ ở trại, tất tần tật cả cuộc đời quân ngũ là ở trại. Thói quen phản ứng cực nhạy với tiếng động cũng là do nghề nghiệp và cuộc sống ở trại giam hình thành nên. Lẽ vì ở trại giam, người ta phải vô cùng cảnh giác với tất cả các loại tiếng động, bởi rất có thể đó là dấu hiệu của một cuộc trốn tù, của một cuộc xô xát giữa các phạm nhân trong buồng giam. Hôm ấy anh về phép, vợ thương chồng xa đằng đẵng nên nghỉ buổi làm ở nhà với chồng. Hai vợ chồng ngồi trước hiên nhà, trò chuyện nhổ tóc sâu cho nhau. Bỗng có một tiếng ầm, đang trong vòng tay vợ anh chồm lên, gần như hất chị ra xa. Chị thất kinh, đang hốt hoảng vì sự bất thường của chồng thì thấy anh cười, mắt hướng về khu trường tiểu học đang xây trước nhà. Thì ra là tiếng xe tải đổ gạch. Anh đang ở nhà mình, bình yên bên vợ mà lại ngỡ là mình đang ở trại giam nên phản xạ cực nhanh với cả tiếng đổ gạch rào rào bên công trường xây dựng. Sau lần ấy, chị thương anh nhiều hơn. Trở lại với câu chuyện của người cán bộ trại tạm giam Hà Nội, sau khi ngồi nhổm dậy, anh định thần được có vẻ như tiếng động đó phát ra từ hướng cửa sổ. Đoán chắc là then cài lỏng lẻo nên bị gió giật là cửa sổ cũng dập xình theo, phát ra tiếng động. Bực mình, anh mở toang luôn cánh cửa sổ ở phía bên kia giường nằm với ý nghĩ thà chịu gió lùa còn hơn là cứ chốc lát lại phải giật mình bởi tiếng động. Xong xuôi, anh lại nằm xuống, định bụng ngủ tiếp. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, còn chưa kịp chớm mắt thì lại nghe thấy tiếng động. Anh ngồi nhổm dậy dụi mắt nhìn ra cửa sổ và toát mồ hôi khi thấy lờ mờ một người áo trắng đứng. Người ấy dáng hình trông giống với một tử tù vừa mới thi hành án cách đó vài hôm. Có lẽ do cái hoang lạnh của trường bắn giữa đêm đông sẽ làm người ta thần hồn nát thần tính, nhìn gà hóa quốc. Nhưng đối với những cán bộ quản giáo làm công tác trực tiếp ở trong khu giam tử hình thì sự ám ảnh và cảm giác nặng nề đeo bám họ nhiều ngày sau khi mỗi tử tù ra đi là có thật. Mỗi tử tù khi bị đưa vào đây đến thi hành án tại trường bắn là một số phận, một con đường sa ngã khác nhau. Và cho dù tất cả họ tội ác đều xứng đáng với bản án mà họ bị trừng phạt, nhưng trong những ngày cuối cùng họ được sống ở đây trong khu giam này thì tất cả những người quản giáo đều đối xử với họ bằng tình người trong khi thực thi các quy định về giam giữ của pháp luật. Có tử tù ở đây lâu, chỉ cần nghe tiếng giày khua trên hành lang phía ngoài buồng giam trong những ca đi tuần tra là biết của cán bộ nào. Nhiều khi từ trong buồng giam vọng ra hỏi thăm cán bộ. Có quản giáo bị ốm, nghỉ làm mấy hôm, thấy vắng tiếng giày là tử tù lại vọng ra băn khoăn, cán bộ đi đâu mà không thấy. Cán bộ cũng quen giọng nói của tử tù, chỉ cần nghe tiếng thôi, vọng từ trong buồng giam cách mấy lần cửa sắt vẫn nhận ra là của tử tù nào mà không cần thấy mặt. Ngày nào cũng xuống buồng giam, tử tù nào có gì đó bất thường về tâm lý, về sức khỏe là cán bộ biết ngay. Hỏi với bất kỳ một tử tù nào đang còn sống trong khu giam thì tất cả các quản giáo ở đây đều biết rõ tội trạng, hoàn cảnh gia đình, tình trạng sức khỏe tinh thần mà không cần phải mở hồ sơ hay bất kỳ một thứ sổ sách ghi chép nào. Tử tù Hoàng Thị Tiến, gần 3 năm sống ở khu giam này mà chỉ được thăm nuôi có vài lần. Nhà Tiến ở mãi Sơn La, vợ bị bắt, một mình chồng Tiến chật vật nuôi hai đứa con nhỏ nên chẳng có điều kiện lặn lội xuôi về Hà Nội thăm nuôi vợ. Không có tiếp tế, Tiến sống hoàn toàn nhờ vào tiêu chuẩn của trại, từ bữa ăn hàng ngày cho đến những vật dụng nhỏ nhất dành riêng cho đàn bà. Hôm gặp tôi, Tiến cứ khóc nức nở khi nói về cô Hạnh, tức là quản giáo Nguyễn Thị Hạnh, đội phó đội quản giáo. Hồi mới đến đây, biết mình mang án chết, em buông xuôi. Ốm đau, cô Hạnh báo y tế trại đến khám cho thuốc mà em cứ nhất định không chịu uống. Cô Hạnh báo nhà bếp nấu cháo cho em ăn, em cũng nhất định không ăn. Không được cô Hạnh động viên chăm sóc, chắc em đã chết từ đận ấy. Khi tôi đem câu chuyện của Tiến kể lại cho quản giáo Hạnh, chị cười mà mắt ngân ngần nước. Tiến cô đơn trong cả những ngày sống cuối cùng này, họa hoàn lắm mới được gia đình xuống thăm nuôi. Và chị thương Tiến chắc cũng vì điều đó. Mà không phải chỉ một mình Tiến, tất cả các tử tù chờ chết trong khu giam này đều được chăm sóc tận tình. Ngày nào quản giáo cũng xuống buồng giam làm nhiệm vụ.
họ quen tử tù đến từng nét mặt, giọng nói, tính cách. Thế nên, một người quản giáo đã làm việc trong khu giam tử tù nhiều năm đã nói với tôi rất thật lòng rằng, mỗi buổi sớm tinh sương, khi có bất kỳ một tử tù nào phải xuất buồng, là trong chị dường như có khoảng trống mơ hồ nào đấy ập đến, khiến lòng chị nặng trĩu. Vẫn biết rằng cái ngày họ đền tội sẽ phải đến, mà sao chị vẫn không thể xua đi được cái cảm giác ấy. Làm việc trong khu giam mãi rồi, từng chứng kiến nhiều buổi sớm tinh sương như thế, mà chị vẫn không thể nào quen được. Nỗi buồn cứ từ đâu bỗng dưng sộc đến thôi, nhất là lúc nghe mơ hồ thấy tiếng súng nổ xa xa. Có tử tù xuất buồng đến mấy năm rồi, mà khi tôi hỏi đến, chị vẫn nhớ vanh vách số giam, và chị bảo rằng chỉ cần nhắm mắt lại là chị hình dung thấy gương mặt của người ấy, lúc khóc, lúc cười, vân vân. Trong tất cả các buổi thi hành án tử hình thì theo luật định, hội đồng thi hành án sẽ gồm nhiều cơ quan nhưng không bao giờ vắng mặt cán bộ quản giáo. Quản giáo sẽ là người đầu tiên phải vào buồng giam tử tù trong những buổi sáng tinh mơ như thế. Quản giáo cũng là người đầu tiên cất tiếng gọi đánh thức tử tù. Và câu nói quen thuộc bắt đầu bao giờ cũng là "Hôm nay đi trả án nhé." Khẽ khàng khi tiếng khóa lách cách đã va vào không gian buốt nhói, khi cánh cửa sắt nặng nề của buồng giam đã mở. Đa số là các tử tù sẽ bật dậy và hầu hết họ đều trở nên luống cuống. Có người chân tay trở nên mềm nhũn, không thể tự đi được, quản giáo phải dìu từng bước. Họ được làm vệ sinh cá nhân, được thay quần áo mới trước khi xuất buồng. Trong tất cả những giây phút khó khăn đầu tiên này, người quản giáo bao giờ cũng là người ở sát bên tử tù. Chỉ đến khi đưa được tử tù ra khỏi khu giam một cách an toàn thì nhiệm vụ của người quản giáo mới kết thúc. Tử tù sẽ được bàn giao cho hội đồng thi hành án, tiến hành các thủ tục tiếp theo. Khoảng sân chờ ở phía cuối hành lang, ban ngày hoa hồng vẫn nở và tiếng chim từ đâu tụ về vẫn hót ríu ran trong những buổi sáng mờ sương như thế. Vắng lặng thinh không trở thành điểm chia tay. Tử tù thì đi tiếp, còn những người quản giáo sẽ quay trở về phòng làm việc trong khu giam tiếp tục nhiệm vụ của mình. Họ đã nói gì với nhau vào khoảnh khắc ấy? Tò mò hỏi một người quản giáo và chị nói rằng khi chị rời tay ra khỏi tử tù, chị thường chúc họ ra đi thanh thản. Còn họ thường lập cập cảm ơn và hứa rằng ở thế giới bên kia sẽ phù hộ cho các thầy. Ở trại giam các phạm nhân thường gọi quản giáo là thầy. Con chim sắp chết sẽ hót tiếng hay, người sắp chết sẽ nói lời phải. Thế nên những người quản giáo tin đó như một lời tri ân cuối cùng của các tử tù dành cho họ. Ngày 14 tháng 1 năm 2019, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy, 42 tuổi tại Tiền Giang về các tội giết người và cướp tài sản. Hồi tháng 9, vụ án từng được đưa ra xét xử phúc thẩm nhưng buộc phải hoãn để làm rõ một số lời khai của bị cáo. Bị cáo Thúy cho rằng mình chỉ ra tay sát hại một nạn nhân, người còn lại thì bị cáo không biết. Mặt khác, bị cáo Thúy cho rằng thuốc độc cyanua là do người khác đưa cho. Trước đó, bị cáo Thúy bị Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên phạt mức án tử hình về hai tội danh như trên. Ngoài ra, tòa buộc bị cáo Thúy phải bồi thường mai táng phí và tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân là 600 triệu đồng. Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Thúy kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Theo hội đồng xét xử nhận định, chỉ vì lòng tham nên bị cáo đã thực hiện hành vi giết người và cướp tài sản. Chỉ trong thời gian ngắn thực hiện liên tục hai vụ án trên cùng một địa phương gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo từng bị phạt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng chỉ trong thời gian ngắn lại tái phạm, dùng chất độc giết hai người để cướp tài sản một cách táo bạo liều lĩnh, sợ bị phát hiện. Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, không còn khả năng cải tạo giáo dục. Từ đó, hội đồng xét xử quyết định bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Thúy. Hồ sơ vụ án xác định khoảng 14 giờ ngày 14 tháng 1 năm 2017, Thúy đi bán vé số thì gặp đồng nghiệp là anh Lê Văn Hùng, sinh năm 1992, ngụ tỉnh Tiền Giang. Trong quá trình nói chuyện, Thúy thấy anh Hùng có đeo nhiều nhẫn vàng. Cùng thời điểm, Thúy bị chủ nợ thúc ép trả tiền nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số vàng này của anh Hùng. Để thực hiện ý định, Thúy đến điểm bán vật tư nông nghiệp và thuốc trừ sâu mua bịch chất cyanua với giá là 20.000 đồng. Đến chiều tối cùng ngày, Thúy mang theo chất độc rồi mượn xe máy đi tìm anh Hùng. Khi đến khu vực chợ Tân Hòa ở huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, Thúy thấy anh Thúy đang bán vé số thì liền rủ nhau tìm nơi vắng vẻ để tâm sự. Trên đường đi, Thúy ghé vào quán nước mua 2 ly cà phê đá rồi tiếp tục chở anh Hùng đến khu đất trống ở thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông. Sau khi quan hệ tình dục, Thúy lợi dụng lúc anh Hùng không để ý, bỏ chất độc vào ly cà phê và đưa cho anh này uống. Khoảng 15 phút sau, anh Hùng thấm thuốc độc, nằm cục xuống đất.
Lúc này, Thúy lột lấy 3 nhẫn vàng trên tay nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Số vàng cướp được, Thúy bán được 15 triệu đồng để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Đến khuya cùng ngày, người dân địa phương phát hiện anh Hát gục chết trên bãi đất trống nên trình báo cơ quan chức năng. Xác định đây là vụ án mạng nên cơ quan điều tra công an tỉnh Tiền Giang đã khoanh vùng và truy tìm hung thủ. Khi tung tích của Thúy chưa bị phát hiện, thì vào ngày 21 tháng 4 năm 2017, công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục nhận được thông tin về cái chết của ông Nguyễn Văn Tính, sinh năm 1968 cùng huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang, trong chòi tại một quán cà phê sân vườn trên địa bàn. Vào cuộc điều tra, sau 2 ngày khoanh vùng đối tượng gây án, công an tỉnh Tiền Giang xác định Thúy là nghi can số 1 nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Thúy ban đầu không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng bằng các chứng cứ mà cơ quan điều tra đã có trong tay, Thúy đã phải thừa nhận hành vi của mình. Theo lời khai của Thúy, do bị các chủ nợ đòi tiền và đang lo lắng vì chưa kiếm được tiền trả nợ, lúc này Thúy được ông Tính rủ đi vui vẻ. Cô ta biết người đàn ông này có tiền và đeo nhiều vàng nên nảy sinh ý định sát hại nạn nhân để cướp tài sản. Cả hai thống nhất gặp nhau tại quán cà phê sân vườn kể trên. Trên đường đến điểm hẹn, Thúy ghé vào điểm bán vật tư nông nghiệp thuốc trừ sâu, mua một bịch thuốc cyanua bỏ vào túi áo. Sau khi quan hệ xong, Thúy dụ ông Tính vào quầy mua dùm một chai nước. Lợi dụng lúc ông này đi gọi nước uống, Thúy bỏ chất độc vào ly cà phê. Được một lúc uống cà phê, nạn nhân bị ngấm chất độc nên kêu mệt và nằm gục trên võng. Thế vậy, Thúy lột lấy 2 chiếc nhẫn vàng và một sợi dây chuyền trên người ông ta rồi tẩu thoát. Sau đó, chủ quán cà phê ra dọn dẹp thì phát hiện ông Tính nằm chết nên trình báo công an. Về phần Thúy, đem bán vàng của nạn nhân được hơn 30 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Theo hồ sơ từ công an, Thúy từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại thời điểm gây án liên tiếp, Thúy chưa được xóa án tích. Chỉ trong một thời gian ngắn, quái nữ miền Tây đã ra tay sát hại 2 người đàn ông sau phút mặn nồng ân ái. Tử hình là bản án thích đáng dành cho nữ tử tù với những tội ác mà đối tượng đã gây ra. Ở một vụ việc khác, bị người đồng tính chia tay, Hồ Thị Bích Phượng mang theo 4 con dao đến nhà cô này để níu kéo. Bị ngăn cản, Phượng điên cuồng đâm nhiều nhát dao sát hại cha người tình. Hồ Thị Bích Phượng là con đầu trong một gia đình có 3 người con ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Lớn lên, mặc cảm vì giới tính thứ 3 nên cô ta nghỉ từ năm lớp 11 rồi đi học nghề may. Năm 2004, Phượng quen biết với chị Phạm Thị Giang khi hai người học chung ở lớp thiết kế thời trang. Mặc dù biết chị Giang đã có gia đình và con nhỏ, nhưng Phượng vẫn thầm yêu trộm nhớ và tìm cách tán tỉnh. Cô ta thường xuyên đến nhà Giang chơi, cùng chị đi chợ nấu ăn, đưa đón con đi học. Cảm mến trước tình cảm chân thành đó, đến năm 2007, chị Giang gật đầu đồng ý mối tình đồng giới. Từ đó, quan hệ của hai người ngày càng thân thiết hơn. Đến năm 2011, gia đình Giang phát hiện chuyện tình ngang trái nên cấm chị không được qua lại với Phượng. Nghe lời người thân, chị lánh mặt người tình. Nhiều lần tìm cách nối lại tình cảm nhưng bất thành, khoảng 5 giờ sáng ngày 14 tháng 7 năm 2011, Phượng đón xe ôm đến nhà người tình ở phường Tân Quy, quận 7 để nói chuyện. Khi đi, cô ta mang theo 3 con dao Thái Lan và 1 dao phay với mục đích nếu chị Giang không chịu nối lại tình xưa thì sẽ tự sát. Đến nơi, Phượng ngồi đối diện trước cổng nhà. Trong lúc chờ đợi, cô ta nhặt thêm một cây sắt ở đống phế liệu bên đường, giấu vào người. Khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, nhìn thấy cha của chị Giang là ông Phạm Văn Năm ra mở cửa, Phượng liền chạy đến xin gặp người tình. Vốn không đồng ý mối quan hệ này, lại thấy cô ta cầm cây gậy sắt, ông Năm liền truy hô và đánh vào vai trái và sau gáy, làm rơi kính cận của Phượng đang đeo. Người này giật lại cây sắt và đánh vào đầu ông Năm. Trong lúc vật lộn, cô gái rút dao đâm liên tiếp 5 nhát vào người ông khiến nạn nhân gục xuống. Khi nghe tiếng kêu cứu, chị Giang chạy ra đè Phượng xuống đất nhưng bị người tình đâm nhiều nhát vào người. Chồng chị Giang là anh Đinh Văn Kiệt hô hoán kêu cứu mọi người. Lúc này, anh Phạm Ngọc Thanh đang uống cà phê gần đó chạy vào đá con dao mà hung thủ đang cầm trên tay rồi khống chế. Hai nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông Năm đã tử vong, còn chị Giang thì bị thương 17%. Tại phiên xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Phượng tử hình về tội giết người. Sau đó, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ án. Tuy nhiên, vào ngày 22 tháng 4, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm với người này. Ở một vụ việc ám ảnh khác, người ta thường tìm đến chùa như một sự bình yên thanh tịnh. Thế nhưng một người phụ nữ giả vờ xin vào chùa tu rồi giết ni sư cướp tài sản đã gây chấn động dư luận.
Ngày 5 tháng 8 năm 2019, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Loan, sinh năm 1970, ngụ quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, mức án tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội cướp tài sản. Mức hình phạt mà bị cáo phải thi hành là tử hình. Theo cáo trạng, Nguyễn Hồng Loan đã vay mượn tiền tiêu xài nhưng không có khả năng trả nợ. Loan biết ni sư Hải Hiếu, tên thật là Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sống một mình và tu tập tại nhà cùng xóm với Loan nên nảy sinh ý định giết ni sư Hải Hiếu, hòng cướp tài sản. Tối ngày 1 tháng 8 năm 2018, Loan đến nhà giả vờ xin ni sư Hải Hiếu làm lễ xuống tóc đi tu. Tin lời hàng xóm, ni sư hẹn Loan 4 giờ sáng hôm sau quay lại làm lễ. Đến hẹn, Loan mang theo một con dao Thái Lan sang nhà ni sư Hải Hiếu. Vào trong nhà, ni sư dẫn Loan vào nhà tắm để rửa mặt. Lợi dụng lúc chủ nhà mở vòi nước trong nhà tắm, Loan cầm dao đâm liên tiếp vào đối phương. Hậu quả là nạn nhân tử vong tại chỗ, kẻ thù ác xây sát nhẹ sau trận giằng co. Sau khi gây án mạng, Loan lục tìm tất cả các ngóc ngách trong nhà, lấy đi 70 triệu đồng, 3 sổ tiết kiệm, điện thoại và xe máy. Loan chạy xe máy đến gần công viên Phú Lâm vứt dao gây án. Sau đó Loan chạy về nhà dì ở huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, gửi xe máy vừa cướp từ nhà ni sư Hải Hiếu và đốt 3 cuốn sổ tiết kiệm rồi đem tiền đi trả nợ và trốn về thành phố Vĩnh Long. Đến ngày 23 tháng 8 năm 2018, công an phát hiện ra nơi hung thủ đâm chết ni sư Hải Hiếu ẩn nấp. Thấy công an mới lên làm việc, Loan uống thuốc trừ sâu, toàn tự sát nhưng không thành. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hồng Loan là thủ phạm trong vụ án giết người cướp tài sản xảy ra trong nhà ni sư Hải Hiếu. Số tài sản Loan cướp đi có giá trị gần 100 triệu đồng. Dù mang thân hình người phụ nữ mảnh mai, thế nhưng những nữ tử tù lại gây ra những hành vi phạm tội khó lòng dung thứ, để rồi nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật mới chợt bừng tỉnh, thì mọi chuyện đã quá đỗi muộn màng. Phiên tòa xét xử bị cáo Phan Thị Huệ, 42 tuổi ở An Giang, diễn ra trong vánh. Nội dung vụ án đơn giản, thời gian xét xử cũng không dài, nhưng phút chia tay giữa bị cáo và những người thân khiến những người có mặt thấy lòng đau nhói. Trình bày lý do kháng cáo xin tha tội chết, Huệ nghẹn ngào nói trong nước mắt. Bị cáo cho biết mình sinh ra trong cảnh nghèo nên bị cáo thất học, từ nhỏ đã quen với việc buôn bán kiếm sống qua ngày. Lớn lên, lập gia đình xong, Huệ cùng chồng phiêu dạt nhiều nơi, sang cả Campuchia để đem hàng lậu như điện thoại, thuốc lá về Việt Nam bán kiếm lời. Những chuyến hàng lén lút qua biên giới bằng đường tiểu ngạch, lúc được lúc mất trắng do sự truy xét gắt gao của cơ quan chức năng. Trong những chuyến xuất ngoại ấy, Huệ quen Phan Thị Hằng, sinh năm 1983 ở Thừa Thiên Huế, cùng là đồng minh buôn lậu, cùng cảnh trốn chui trốn lủi như nhau. Sáng ngày 17 tháng 10 năm 2011, khi Huệ đi xe buýt từ Phnom Penh về Việt Nam thì được Hằng bỏ hai đôi dép vào túi sách, nhờ sách qua biên giới vào Việt Nam giao lại cho người của Hằng với tiền công 10 đô la Mỹ. Khoảng 11 giờ cùng ngày, khi đến chốt kiểm soát Nam Hiệp Thành, Huệ bị lực lượng biên phòng thuộc đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tuần tra phát hiện bắt giữ. Theo kết quả giám định, 1.188 gram chất bột màu vàng nhạt chứa trong hai đôi dép đều là ma túy. Ngay lập tức, công an khám xét chỗ ở của gia đình Huệ nhưng không có bất cứ vật gì đáng giá. Hiện Hằng đã bỏ trốn, Huệ bị bắt và đưa ra xét xử với bản án tử hình. Tại tòa, người đàn bà tử tù ấy vừa khóc vừa lắc đầu kêu oan, khăng khăng cho rằng từ nhỏ tới giờ bị cáo chưa từng nhìn thấy ma túy, cũng không hề biết trong hai đôi dép ấy có chứa thứ chất bột chết người này. Khi nhận hai đôi dép từ tay Hằng, bị cáo có hỏi nếu bị bắt có bị ở tù không thì Hằng cho biết không bị tù vì hai đôi dép trên chỉ là hàng trốn thuế thôi chứ không có gì đáng giá. Những lời khai ấy không thuyết phục được hội đồng xét xử vì theo kết quả điều tra, giữa Huệ và Hằng đã có những cuộc điện thoại kéo dài với người lái xe ôm gần biên giới để trao đổi về những chuyến đi. Tòa bác đơn kháng cáo, y án tử hình, đôi chân khuỵu xuống, bị cáo đổ gục dưới chân vành móng ngựa. Hai người con gái của bị cáo oà khóc, lao về phía bị cáo. Không ai nói được lời nào, họ nhìn nhau, gào khóc suốt đoạn đường dẫn giải đến chiếc xe thùng dành cho bị cáo. Có lẽ vì cảm động trước tiếng khóc của những đứa con, viên cảnh sát bảo vệ đã cho bị cáo nán lại vài phút, nắm tay rồi ôm choàng đứa con gái út trước khi cánh cửa xe thùng khép chặt. Con ơi, mẹ có làm sao thì cũng ráng sống nha con phải hứa với mẹ là sống thật tốt, nhớ thay mẹ chăm sóc bà ngoại. Vừa nói với con gái út xong, Huệ vội quay sang nói với người đàn ông đang ứa nước mắt đứng bên cạnh. Anh ráng mạnh khỏe để lo cho gia đình, anh hứa với em sẽ thay em chăm sóc con, chăm sóc mẹ đấy nhá.
Có vậy, nếu phải chết thì em mới yên lòng. Người đàn ông đưa bàn tay thô ráp, gạt ngang nước mắt, khẽ gật đầu. Chiếc xe thùng khuất dạng để lại những người thân đứng xêu vẹo giữa sân tòa. Trong một phiên tòa khác, bị cáo cũng bị tuyên án tử. Sau phần tuyên án là phút chia tay xé lòng giữa tử tù và những người thân. Đó là phiên tòa xét xử bị cáo Đoàn Văn Hùng, 27 tuổi, ở Bình Phước, phạm tội giết người. Nội dung vụ án cũng vẻn vẹn chưa đầy trang giấy, nhưng nỗi đau để lại cho người trong cuộc là không thể nguôi ngoai. Theo bản án sơ thẩm, vào khoảng 21 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2010, anh Trần Văn Tiến cùng nhóm bạn đến uống bia hát karaoke tại quán Hương Tràm ở phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Một lúc sau, trong lúc Đoàn Văn Hùng đang ngồi nhậu với Trần Anh Văn và Phạm Trường Ninh, thì Ninh nhận được điện thoại của bạn là Huỳnh Thị Phương Thảo, là tiếp viên quán Hương Tràm, báo có khách ở phòng 3 trong quán đang gây sự. Là đàn anh nên khi biết chuyện, Hùng và Văn liền lận dao vào người đi về quán để giải quyết. Tới nơi, cánh cửa phòng số 3 vừa mở, anh Trần Văn Tiến từ trong bước ra, chưa kịp định thần, đã bị Hùng rút dao đâm một nhát chí mạng vào người, dẫn đến tử vong. Gây án xong, Hùng bỏ đến nhà bạn là Hà Văn Tám để giấu dao rồi bỏ trốn. Hôm sau, nghĩ mình không thể thoát được lưới pháp luật, bị cáo Hùng ra đầu thú. Xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước tuyên phạt Hùng mức án tử hình về tội giết người với tính chất côn đồ. Là đồng phạm của Hùng, Văn và Tám cũng bị lãnh án về một trong hai tội giết người và che giấu tội phạm. Sau đó, Hùng làm đơn kháng cáo xin tha tội chết. Ngay bị cáo ra tòa, người mẹ vợ già khọm cùng những người thân xót xíu theo hai đứa con nhỏ đến nghe phiên xử. Vì còn nhỏ, một người phải đứng canh hai đứa trẻ đợi ở ngoài bởi chốn công đường uy nghiêm, đau xót ấy vốn được coi là chỗ những đứa trẻ không được đặt chân. Cơ hội duy nhất để Hùng gặp mặt con là lúc tòa tuyên án xong, bị cáo được dẫn giải lên xe tù. Tòa bác đơn kháng cáo giữ nguyên mức án tử hình. Khi Hùng vừa bước xuống bậc tam cấp, hai người ba con lật đật ôm hai đứa trẻ chạy lại gần. Vợ Hùng đứng thẫn thờ, gương mặt cứ dại đi, chị vốn ngờ nghệch, không được nhanh nhẹn như thường. Nhìn thấy con, kẻ từ tù òa khóc, đưa tay chơi với. Ngồi trên hông người bác, đứa con gái lớn hơn 2 tuổi, nhìn cha ngơ ngác, rồi dán chặt mắt, nhìn chăm chăm vào chiếc còng số 8 trên tay bị cáo. Đứa con trai nhỏ hơn 1 tuổi, thấy cảnh xô đẩy thì liền khóc ré lên. Những người có mặt đều rưng rưng nước mắt. Lực lượng cảnh sát bảo vệ dành cho tử tù vài phút để tạm biệt người thân, bởi đây là cuộc chia tay nghiệt ngã khiến ai chứng kiến cũng phải mùi lòng. Người nhà vợ Hùng cho biết Hùng đã mất cả cha lẫn mẹ từ lâu. Giờ đây, con của Hùng lại mất cha từ thuở còn bước đi chập chững. Người vợ trẻ thì khờ khạo, không biết số phận hai đứa trẻ sẽ ra sao. Kẻ tử tù bước lên chiếc xe thùng với những bước chân nặng trũi. Chiếc xe vụt lao đi, bóng hai đứa trẻ cùng người thân siêu vẹo giữa sân tòa trống hoác. Rạng sáng một ngày cận Tết Nguyên đán năm 2013, một số người dân ở ngoại ô thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đi làm sớm, phát hiện ra bên bãi đất trống ven đường Võ Văn Kiệt thuộc phường Phú Hòa, thi thể của một người bị đốt cháy đen. Nạn nhân được xác định là bà Trương Thị Mỹ Hạnh, 48 tuổi, ngụ quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 2 tuần sau, ngày 20 tháng 2 năm 2013, kẻ thủ ác là Lê Trung Hiếu, là người tình sống chung như vợ chồng với bà Hạnh, bị công an bắt giữ khẩn cấp. Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận anh ta vốn đã có vợ và 2 con nhưng đã chia tay. Năm 2012, sau một lần đi chơi với bạn, Hiếu quen với bà Hạnh, người phụ nữ đã mất chồng. Hiện đang sống một mình trong căn nhà cạnh quốc lộ 1A thuộc quận 12. Mặc dù bà Hạnh lớn hơn 13 tuổi, song biết bà này có nhiều tài sản nên Hiếu nảy sinh ý định tán tỉnh để đào mỏ. Với tài ăn nói của mình, gã trai nhanh chóng được người phụ nữ quá bụa đặt trọn tình cảm và bà Hạnh đón Hiếu về nhà chung sống như vợ chồng. Nhưng một thời gian ngắn sau, phát hiện được Hiếu chỉ là kẻ ăn bám, lợi dụng tiền bạc chứ không yêu thương gì mình, bà Hạnh đã tức giận chửi người tình trước mặt bạn bè và yêu cầu chia tay. Mất mặt vì bị hạ nhục giữa chốn đông người, Hiếu nảy sinh ý định trả thù bà Hạnh. Biết người tình lớn tuổi thường xuyên đau ốm nên Hiếu mua thuốc chuột về giấu trong lọ vitamin để trong nhà chờ cơ hội ra tay. Khoảng 17 giờ 30 ngày 31 tháng 1 năm 2013, bà Hạnh lên cơn đau bụng và nhờ Hiếu lấy thuốc dùng. Hắn liền lấy thuốc diệt chuột trộn lẫn với thuốc điều trị tiêu hóa cho người tình uống. Uống xong một lúc thì bà Hạnh sùi bọt mép, nằm xuống võng, mê man bất tỉnh. Thấy vậy, Hiếu khóa cửa lại rồi bỏ về nhà mẹ ruột ở quận Gò Vấp. Sáng hôm sau, Hiếu quay lại nhà bà Hạnh, thấy nạn nhân đã chết, hắn liền lau chùi hiện trường và nghĩ cách phi tang xác.
Hiếu đi mua bao bố, bao ni lông về, sau đó lột lấy toàn bộ tài sản trị giá khoảng 100 triệu đồng trên người của nạn nhân, gồm hai bông tai, sợi dây chuyền, bộ vòng, lắc, nhẫn, đồng hồ mạ vàng và điện thoại. Đến 22 giờ cùng ngày, Hiếu lấy dây điện trong nhà, trói xác theo tư thế ngồi xổm, rồi bỏ vào bao bố, buộc miệng bao lại bằng dây ni lông. Hung thủ bỏ bao bố có xác nạn nhân vào thau nhựa và lấy nhiều rổ nhựa trong nhà trồng lên trên để ngụy trang giống như một món hàng mang ra chợ bán. Sau đó, Hiếu mua 10 lít xăng đựng vào can nhựa rồi lấy xe máy của nạn nhân chở cái xác xuống ngoại ô thành phố Thủ Dầu Một để tưới xăng đốt. Gây án xong, Hiếu mang xe nạn nhân về gửi tại bệnh viện 175 quận Gò Vấp và vứt thẻ xe, chìa khóa cùng giấy tờ vào thùng rác. Số tài sản cướp được, Hiếu đem bán được 1,5 lượng vàng SJC cùng 9 triệu đồng tiền mặt. Số vàng thì hắn mang về cho mẹ, còn tiền thì giữ lại tiêu xài. Để con bà Hạnh không nghi ngờ, hung thủ mua nhiều sim rác về tự nhắn vào điện thoại của mình với nội dung chỉ mắng Hiếu quan hệ với bà Hạnh rồi đưa cho các con của bà này xem. Tuy nhiên, kế hoạch của Hiếu đã nhanh chóng bị cơ quan điều tra lật tẩy. Với tội ác đặc biệt nghiêm trọng đã gây ra, Hiếu bị Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên mức hình phạt tử hình cho hai tội giết người và cướp tài sản. Hắn liền làm kháng cáo xin được ân giảm án tử. Cuối tháng 10 năm 2011, Tòa tối cao tại TP.HCM đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Trước vánh móng ngựa, Hiếu khai báo quanh co, không chịu thừa nhận hành vi phạm tội. Anh ta cho rằng chỉ cho bà Hạnh uống thuốc giảm đau chứ không phải là thuốc chuột như trong nội dung bản án. Thế tại sao trong bản lời khai ban đầu bị cáo lại thừa nhận là mình cho bà Hạnh uống thuốc diệt chuột, vị chủ tọa hỏi. Dạ, do lúc đó bị cáo bị công an ép cung nên mới phải khai như vậy. Lúc đầu bị cáo nói chỉ cho uống thuốc giảm đau nhưng điều tra viên nói thuốc giảm đau thì làm sao mà chết người nên đã đánh đập bắt bị cáo phải khai là thuốc chuột. Thực sự thì bị cáo không liên quan đến cái chết của bà Hạnh, mong quan tòa suy xét. Hiếu trả lời và tiếp tục lý nhí. Bị cáo không liên quan đến cái chết của nạn nhân, sao lại đem xác người đi đốt? Nói về lý do khi người tình chết đã bỏ trốn, Hiếu cho rằng do sợ bị liên lụy. Bị cáo cũng không đốt xác như trong bản án mà chỉ chờ thi thể bà Hạnh về Bình Dương, còn ai đốt xác thì bị cáo không biết, hung thủ ấp úng. Trước thái độ không thành khẩn của bị cáo, vị chủ tọa lớn tiếng. Bị cáo nói mình không liên quan đến cái chết của bà Hạnh, thế tại sao lại sợ hãi mang xác phi tang? Bị cáo nói cho bà Hạnh uống thuốc giảm đau, nhưng theo giám định tử thi, trong dạ dày của nạn nhân không có thành phần thuốc giảm đau mà là chất để bào chế thuốc chuột. Còn việc lấy hết tài sản của nạn nhân, bị cáo giải thích ra sao? Đến đây thì Hiếu im lặng, không trả lời. Xét thấy hành vi của Hiếu làm mất hết tính người, không còn khả năng cải tạo, lại còn khai báo quanh co không thành khẩn, nên hội đồng xét xử đã tuyên bác kháng cáo giữ nguyên mức án tử hình với bị cáo này. Bản án tuyên xong, gã từ tù gục xuống và công an dẫn giải phải dìu gã ra xe về trại giam. Từ năm 1998, trên địa bàn một số tỉnh liên tiếp xảy ra nhiều vụ chết người không rõ nguyên nhân, gây bàng hoàng trong nhân dân. Cơ quan điều tra đã vào cuộc xác định được đối tượng và yêu cầu Vân đến trụ sở làm việc. Khám xét trong giỏ sách của Vân, cơ quan công an thu được một gói hóa chất màu vàng được giám định là hóa chất kịch độc đối với con người. Chỉ cần một lượng nhỏ từ 0,15 đến 0,20 gram là đủ làm chết một người có trọng lượng 70-90 kg. Thử nghiệm chất độc này đối với chó thì khoảng 7 phút sau chó chết. Tuy nhiên, khi giám định tử thi của nạn nhân cũng như mẫu ngũ tạng của chó, cơ quan chức năng không tìm ra chất độc mà thời hạn điều tra đã hết nên buộc phải thả đối tượng. Không lâu sau đó, Vân lại tiếp tục gây án tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, TP.HCM. Nhận thấy các nạn nhân đều có các triệu chứng giống nhau trước khi chết, đồng thời lại luôn có sự hiện diện của Vân, nên công an các tỉnh đã chuyển hồ sơ đến cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để điều tra làm rõ. Lần theo các dấu vết, cơ quan chức năng đã xác định được chính xác loại thuốc độc mà đối tượng sử dụng. Đó là loại thuốc có đặc tính khuếch tán nhanh khi vào cơ thể, nên ngay lập tức Lê Thanh Vân bị bắt giữ. Quá trình điều tra đã xác định được Vân giết chết 13 người, trong đó có số vụ Vân phối hợp cùng với chồng hờ là Diều Dãnh Quang thực hiện. Những nạn nhân mà Vân ra tay sát hại bất kể là ai, dù thân quen hay xa lạ, chỉ cần người đó có tiền hoặc đã từng gây mâu thuẫn đối với Vân. Cuối năm 1997, anh Đinh Văn Khảm đến thăm người nhà đang điều trị bệnh tại Quân y viện 7A TP.HCM đã làm quen với một người phụ nữ khá xinh đẹp cũng đang nằm điều trị giường bên cạnh.
Qua vài câu xã giao, người phụ nữ tự giới thiệu mình là Lê Thanh Vân, là bác sĩ chuyên khoa về răng, đã đi học ở Đức, biết đến 7 thứ tiếng. Mừng rỡ vì gặp được người tài, nên anh Khảm đã mời Vân về làm việc tại tiệm trồng răng Đài Các của gia đình ở huyện Long Khánh, Đồng Nai. Tại đây, Vân nhanh chóng thân quen rồi chung sống như vợ chồng với Diều Dãnh Quang. Do làm ăn khó khăn, bà Võ Thị Lý là mẹ anh Khảm có ý định cho chồng hờ của Vân nghỉ việc. Vân rất khó chịu, hơn nữa lại thấy bà Lý có tiền nên nảy sinh ý định ra tay sát hại bà Lý. Tối ngày 3 tháng 1 năm 1998, khi sếp vắng nhà, Vân đã ra tay giết người bằng cách lén bỏ chất độc cyanua vào ly nước chanh cho bà Lý uống. Khoảng 30 phút sau, bà Lý la đau đầu khó chịu, mắt trợn ngược, chân tay lạnh và co cứng, không nói được lời nào. Để cho phải đạo, Vân và Quang đưa bà Lý đi cấp cứu, nhưng đến khuya thì bà qua đời. Ngay sau đó, Vân trở về lục giỏ của bà Lý, lấy 900.000 đồng đút túi. Vân không chỉ ra tay sát hại bạn bè mà còn sẵn sàng thủ tiêu cả những người thân như mẹ chồng, em rể, em nuôi của Thị. Tháng 6 năm 1998, vợ chồng Vân Quang cùng mẹ chồng là bà Hín Vân Dính thuê nhà tầng 2 của một căn nhà trên đường Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh để làm răng. Chung sống cùng nhau không được bao lâu thì Vân lại nảy sinh ý định sát hại mẹ chồng. Đợi lúc cả nhà ăn cơm tối xong, Vân lén bỏ chất độc vào ly trà của bà Dính, khiến 3 giờ sau đó bà gục xuống sàn nhà. Quang cùng với anh ruột của mình nhanh chóng đưa mẹ đi cấp cứu, còn Vân ở nhà lục giỏ quần áo của bà Dính lấy được 2,8 triệu đồng. Bà Dính chết tại bệnh viện Trương Vương với chẩn đoán nghi bị xuất huyết não. Từ đó, Vân cũng dọn về nhà cha mẹ ruột cư ngụ. Không lâu sau đó, do có mâu thuẫn với em rể là Lê Văn Cẩm, Vân lại tiếp tục thực hiện âm mưu độc ác của mình. Cuối tháng 2 năm 1999, Vân điện thoại mời anh Cẩm đến nhà cha mẹ ruột để giới thiệu anh Cẩm xây nhà cho một người quen. Sau khi ăn sáng xong, anh Cẩm nhờ Vân trích dùng thuốc giảm đau vì anh đang bị đau tay. Nắm được cơ hội, Vân đã hòa chung thuốc độc với thuốc giảm đau rồi trích cho anh Cẩm. Chiều cùng ngày, anh Cẩm đã chết với những triệu chứng như các nạn nhân của Vân trước đó. Chỉ trong thời gian khoảng 4 năm, Vân đã cướp đi sinh mạng của 13 người và khi xuống mồ thì còn để lại một bản danh sách hàng loạt những cái chết đầy bất ngờ bí ẩn khác. Thủ đoạn gây án man sợ và tàn ác đến tận cùng, nhưng trong thời khắc sắp ra pháp trường đền tội, Lê Thanh Vân dường như đã sám hối được tội lỗi. Việc thực thi hình phạt tử hình đối với người đàn bà mang trọng tội này qua lời kể của ông Nguyễn Dũng, nguyên thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương cũng đầy tính nhân văn. Ông Nguyễn Dũng từng là một thẩm phán kỳ cựu của ngành Tòa án Bình Dương. Trong cuộc đời làm công tác xét xử, trải qua hàng ngàn vụ án, nhưng kỳ án phù thủy Lê Thanh Vân là trường hợp khiến ông không khỏi ám ảnh. Quá khứ của người đàn bà có vẻ ngoài hiền lành, xinh đẹp, nhưng ẩn sâu bên trong là những âm mưu giết người vô cùng nham hiểm. Từ tháng 1 năm 1998 đến tháng 8 năm 2001, Vân dùng thủ đoạn làm quen, giới thiệu việc làm, tạo tình cảm, uy tín, nhận làm con nuôi. Sau đó, Vân rủ nạn nhân đi ăn uống, dùng chất độc cyanua chế vào thức ăn nước uống, sát hại nạn nhân và cướp tài sản. Trong số 13 người lừa đời dưới lưỡi hái tử thần của Lê Thanh Vân, có một vụ án khiến những người làm công tác xét xử như ông Dũng phải nhớ mãi. Đó là vụ mà Vân đã điều nạn nhân lên tận chùa rồi mới ra tay giết hại. Đến cửa Phật là nơi con người về với cái thiện, nhưng với Vân thì lại thẳng tay làm việc ác tại nơi linh thiêng. Đó là vụ giết ông Võ Hữu Khiêm, sinh năm 1945, ngụ tại đường Bùi Thị Xuân, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Như Quân. Ông Khiêm là người bị đầu độc và tử vong với những triệu chứng dữ dội nhất và như một sự quả báo. Từ vụ án này, Lê Thanh Vân đã dần lộ mặt. Dù là kẻ sát nhân máu lạnh, nhưng Vân lại mê vào chùa cung bái, trò chuyện với những nhà tu hành. Trong vụ giết hại ông Khiêm, kế hoạch giết người cướp xe được Vân dựng lên quá nhẫn tâm và độc ác. Sáng ngày 4 tháng 9 năm 1999, Vân rủ ông Khiêm đi chùa cúng, chọn ngày tốt để nhờ ông Khiêm khởi công sửa nhà mẹ của Vân. Ông Khiêm không mảy may nghi ngờ, mượn chiếc xe Dream 2 của một người bạn, chở Vân bon bon chạy về hướng chùa Tây Tạng, tọa lạc tại thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Khi hai người vào quán ăn trưa, ông Khiêm lấy chai rượu thuốc mang theo trong người, rót ra uống. Lợi dụng lúc ông Khiêm đi vệ sinh, Vân rắc ngay chất độc cyanua vào ly rượu. Ông Khiêm quay ra uống hết ly rượu độc, liền kêu mệt. Ăn uống xong, Vân kéo ông Khiêm lên chùa Tây Tạng lễ bái. Khi đến cửa Phật, Vân vào trò chuyện với các sư. Riêng ông Khiêm trúng độc và nằm chết cục cạnh gốc cây bên lối đường đi trong chùa. Nghe các sư báo tin dữ, Vân liền giả bộ hớt hải chạy ra, ngồi bên xác nạn nhân than khóc.
Ý định ca bài tàu mã cùng chiếc xe Dream 2 của Vân lại tan thành mây khói khi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, tiến hành tạm giữ chiếc xe máy. Thủ đoạn giết người tinh vi man dợ của Lê Thanh Vân quả là độc nhất vô nhị trong lịch sử tố tụng nước ta. Danh sách nạn nhân còn tiếp tục dài ra theo cảm hứng tàn bạo của Thị. Lê Thanh Vân rất khoái cặp bồ với trai trẻ, nhưng người tình Diều Dãnh Quang sinh năm 1973, thua kém Vân đến 16 tuổi. Trên thực tế, Quang không chỉ bị Vân lợi dụng tình cảm mà còn bị biến thành đồng phạm trong quá trình gây án. Trong vụ giết anh Trần Văn Khôi, sinh năm 1960, ngụ tại phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, cướp xe máy trị giá 12,4 triệu đồng. Khi ra tòa, Vân Thị hoàn toàn vô can, thậm chí Vân còn kể công đã đến bệnh viện Sài Gòn để trả tiền taxi và giúp Quang đưa anh Khôi vào phòng cấp cứu. Điều khôi hài là trong giai đoạn điều tra, Vân ra sức đổ tội cho gã tình trẻ Diều Dãnh Quang. Còn trước vành móng ngựa thì lại đưa Quang ra để làm chứng, xác nhận là không thấy Vân hạ độc. Trước sự bội bạc của Vân tại tòa khiến Quang bực bội, bị cáo Vân khai bậy rồi. Theo Quang, y không biết gì về cái chết của anh Khôi. Y thừa nhận có giữ chiếc xe của anh Khôi, nhưng đó là chiếc xe mà Vân đưa cho, chứ y không cướp của ai cả. Dù cặp tình nhân đổ tội cho nhau, nhưng tòa đã làm rõ và phân tích các chứng cứ để xác định chính Vân là kẻ chủ mưu, là người trực tiếp cho chất độc cyanua vào ly cà phê của anh Khôi để anh Khôi uống, trúng độc và chết. Quang là đồng phạm giúp sức cùng Vân giết anh Khôi và cướp xe máy. Lê Thanh Vân gây ấn tượng cho những người từng xét xử vụ án không chỉ bởi cặp mắt lạnh lẽo sắc như dao cạo mà còn ở những trường đoạn leo lèo chối tội. Thẩm phán Trần Văn Tông là chủ tọa phiên tòa từng thẩm vấn Vân về chiếc lọ nhựa chứa 2,802 gram bột chất độc cyanua đủ để giết chết khoảng 20 người khỏe mạnh mà cơ quan cảnh sát điều tra thu được khi bắt khẩn cấp. Vân nói dối, không ngượng miệng. Đó là lọ thuốc tang vật trong một vụ án xảy ra ở tỉnh Bình Thuận. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận và bác sĩ Lâm Thiên Trờ công tác ở bệnh viện Y Dược thành phố Hồ Chí Minh nhờ bị cáo mang đi giám định để giúp bên công an phá án. Chẳng qua vì tình người, vì tin tưởng nên bị cáo nhận lời giúp, chứ bị cáo đâu có biết đó là loại chất gì. Chữ tình người trong vụ án Lê Thanh Vân thật là chua xót, đau lòng. Toàn bộ 13 nạn nhân vì được hưởng tình người của Vân mà không còn ai sống sót. Và tình người kiểu phù thủy nên sau khi các nạn nhân chết, Vân đã khai man tên họ để làm giả giấy sang nhượng, chiếm đoạt đất đai, nhà cửa, tài sản của các nạn nhân. Thẩm phán Dũng nhớ lại, Vân giết chết 13 người, cướp tài sản với tổng giá trị tài sản trị giá trên 311 triệu đồng, một khoản tiền lớn tại thời điểm gây án. Vân giết người theo kiểu chảy không tha, giả không thương. Có nạn nhân đã 81 tuổi như cụ Võ Thị Lý, ngụ tại huyện Long Khánh, Đồng Nai, bị Vân hạ sát chỉ để cướp 900.000 đồng. Hành vi của Lê Thanh Vân là dã man tàn bạo ngoài sức tưởng tượng, gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến toàn bộ xã hội phải căm phẫn. Do đó, tòa áp dụng hình phạt cao nhất đối với Lê Thanh Vân để giữ gìn trật tự trị an, an toàn xã hội là hoàn toàn tương xứng. Ngoài bản án tử hình cho hành vi giết 13 người, Lê Thanh Vân còn liên quan trực tiếp đến 8 vụ án khác, gồm 16 người bị đầu độc, trong đó có 3 người chết, 13 người thoát chết nhờ được cấp cứu kịp thời. Vân còn là nghi can trong cái chết của người hàng xóm Bùi Thị Trung, sinh năm 1971, ngụ phường 11, quận 10. Chị Trung tử vong vào ngày 15 tháng 11 năm 1992 do ngộ độc, bị ói mửa sau khi ăn mì gà, còn Vân thì ung dung ngồi quan sát. Điều đáng sợ là các ông chồng của phù thủy đều chết bất đắc kỳ tử. Lê Thanh Vân là nghi can số 1 về cái chết đột ngột của hai người chồng quá cố. Ông chồng thứ nhất của Thị là Nguyễn Quang Mễ, sinh năm 1929, cưới Vân được 4 năm thì chết vào ngày 2 tháng 4 năm 1989. Ông Mễ là người khỏe mạnh nhưng đột ngột phải nhập viện An Bình và mất sau 1 tiếng đồng hồ cấp cứu. Lúc chết, ông Mễ đang là phó giám đốc nhà máy kính Biên Hòa. Sau đó, Vân bán nhà và ôm tiền chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh sống với ông chồng mới là Lê Văn Minh, sinh năm 1935. Năm 1992, Vân và ông Minh thuê nhà ở cư xá Bắc Hải cùng xây dựng tổ ấm. Ông Minh vốn khỏe mạnh thì bỗng đổ bệnh và chết tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương vào ngày 18 tháng 6 năm 1992. Bệnh viện chẩn đoán ông Minh bị suy hô hấp, yếu nửa người. Ngày 1 tháng 9 năm 2004, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đưa Lê Thanh Vân ra xét xử, tuyên phạt mức án tử hình. Đến ngày 2 tháng 2 năm 2005, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh y án sơ thẩm. Vân có làm đơn gửi Chủ tịch nước nhưng với tội trạng quá tày đình,
ngày 4 tháng 10 năm 2005, Chủ tịch nước đã ký quyết định số 1159 bác đơn xin ân giảm án tử hình đối với Vân. Việc đưa Vân ra pháp trường được ấn định vào ngày 26 tháng 10 năm 2005, thi hành án tại Nghĩa Trang thị xã Thủ Dầu Một. Ông Nguyễn Dũng là một trong những thành viên Hội đồng thi hành án tỉnh Bình Dương. Ông Dũng nhớ lại, hơn 4 giờ sáng, ông cùng mọi người đến trại giam làm thủ tục thi hành án tử hình. Giữa sự tĩnh lặng nơi trại giam, tiếng chìa khóa buồng bế giam và vào nhau lách cách lúc về sáng là nỗi ám ảnh của các tử tù, báo hiệu thời khắc cuối cùng của cuộc đời sắp điểm. Khi bị dẫn giải ra khỏi phòng giam, Vân chỉ bới vung vẫy chống trả, sau đó bật khóc nghe quyết định bác đơn ân xá của Chủ tịch nước với vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Các thành viên hội đồng thi hành án và các cán bộ trại giam đã chuẩn bị cho Lê Thanh Vân bữa cơm cuối cùng, nhưng tù tù này không sao nuốt nổi và vẫn tỏ thái độ bất hợp tác. Ông Dũng kể lại, thấy thái độ của Lê Thanh Vân, tôi hiểu được tâm lý của tử tội nên nhẹ nhàng khuyên nhủ. Cô Vân à, cô hiểu cho anh em chúng tôi cũng rất buồn khi phải lấy đi sinh mạng một con người. Đây là một định mệnh không thể thay đổi được, cô nên hợp tác với chúng tôi. Nếu có nguyện vọng cuối đời gì, cứ chia sẻ với tôi sẽ giúp trong khả năng có thể. Nghe tôi nói vậy, Lê Thanh Vân lặng im suy nghĩ. Một lúc sau, tử tù này ngước mặt lên nhìn tôi với đôi mắt ngấn nước. Tôi mong cán bộ trước khi bắn, hãy mở băng bịt mắt để tôi nhìn thấy những người thân và quang cảnh bên ngoài một lần cuối. Nếu có được đặc ân này, tôi sẽ yên tâm mà nhắm mắt. Dù gây tội ác kinh hoàng, nhưng đề nghị của Lê Thanh Vân khiến tôi thật bất ngờ. Tôi đáp, tôi sẽ thực hiện nguyện vọng cuối cùng của cô, tôi hứa đấy. Lúc này, nhìn vào mắt của tử tù Lê Thanh Vân, tôi hiểu rằng cô ta mới thực sự cảm nhận được giá trị của sự sống và sự ăn năn sám hối, dù tất cả đều đã quá muộn màng. Khoảng 5 giờ sáng, chiếc xe bít bùng chở Lê Thanh Vân đến thẳng ra pháp trường. Lúc này, Vân đã hoàn toàn bình tĩnh, đón nhận thời khắc định mệnh. Ông Dũng đã thực hiện đúng lời hứa với tử tù trước khi loạt đạn khô khốc vang lên. Việc thi hành án kết thúc, ông Dũng ra về khi trời đã hửng sáng. Phía chân trời ửng đỏ một màu hồng. Có lẽ đó là một bình minh thật đẹp với Lê Thanh Vân, bởi tử tù sẽ không còn một cơ hội nào để ngắm ánh sáng mặt trời thêm một lần nào nữa. Có thể nói, thủ đoạn gây án của Lê Thanh Vân là không đụng hàng. Vân chỉ dùng chất độc cyanua, nhiều người thắc mắc về loại hóa chất này. Tại sao Vân vẫn sử dụng liên tục trong vòng 4 năm, giết 13 mạng người mà cơ quan điều tra vẫn không tìm thấy chất độc trong tử thi các nạn nhân? Cyanua được xếp vào danh mục hóa chất rất độc hại, làm tê liệt hô hấp tế bào. Chỉ cần một lượng cực nhỏ ở mức 0,15-0,20g là gây tử vong cho người lớn. Ngộ độc cấp ở loại chất này xảy ra rất mau chóng, khiến trung tâm hành tủy bị tê liệt. Nạn nhân kêu lên một tiếng và ngã ra bất tỉnh, cứng cáy, thở ngắt quãng rồi ngừng thở, ngừng tim. Vì cyanua lợi hại như vậy nên được phát xít Đức sử dụng dưới tên là Zikion để thảm sát tù nhân trong Thế chiến II. Một đặc tính của cyanua là sau khi tiêu diệt sự sống thì liền biến mất. Cơ quan điều tra đã nhiều lần tiến hành thực nghiệm chất độc trên động vật bốn chân với liều lượng độc tố từ nhẹ đến nặng nhưng kết quả vẫn không thấy cyanua. Nguyên nhân là do các chất đường và aldehyde phá hủy cyanua nên liều lượng nếu tìm thấy nhỏ hơn rất nhiều so với thực tế. Vì thế, các nạn nhân của Vân dù được khám nghiệm tử thi nhưng cán bộ pháp y đều không tìm thấy chất độc. Sự hung bạo của Vân cộng thêm sự lợi hại của cyanua khiến tính chất quy mô của vụ án trở nên phức tạp do cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Thưa quý vị, mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật. Dù với bất kỳ tội danh nào, các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải trừng trị bằng những bản án thích đáng. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.